Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của Việt Nam Vlog của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái mẹo mà lái xe số sàn không có sợ mỏi chân các bạn. Nhiều bạn thì chạy xe số sàn thì rất là sợ chỗ là mỏi chân, mà cụ thể là mỏi chân côn các bạn. Thực ra là nếu mà thực ra ai mà biết cái mẹo thì lái xe số sàn nó cũng khỏe lắm, nó không có quá khó khăn giống như nhiều người nghĩ đâu. Nếu mà lấy xe số tự động á, thì chỉ có chân thắng và chân ga thôi. Còn cái xe số tự sàn như mình đây này, hay là xe số tay đó, thì nó có sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba cái chân, đó là cái chân ga là trong cùng là chân ga, rồi sau đó đến cái giữa là chân thắng và ngoài cùng chân côn, kết hợp với cái tay số để mình chuyển số. Thì muốn chuyển số được thì cái chân trái ngoài của mình á, là phải đạp vào cái chân côn, tức là mục đích là để cách ly hợp có nghĩa là sao, là khi mà động cơ đốt trong á, lúc nào nó cũng đốt cháy liên tục thì cái cốt máy á, nó cũng quay liên tục luôn thì nó muốn truyền động lực cho bên các bốn bánh xe qua cách đăng thì nó phải thông qua cái hộp số, mà bây giờ muốn chuyển số thì nó phải cần cái sử dụng cái bộ cơm côn, tức là mục đích là để cách ly hợp đó các bạn. Cách ly hợp là cắt đứt cái chuyển động đi đó. Nên nếu mà người nào mà chạy không quen á, thì người ta hay để cái chân côn này liên tục nè, nên nó mỏi và đồng thời nó cũng nhanh làm mòn cái bố côn à. Thì nếu mà mình chạy mình biết cách á, mình chỉ đạp côn khi nào thì mình cần sang số thôi, thì cần chuyển số thôi, thì nó sẽ không mỏi. Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn tăng lên số nè, tăng lên số 6, mình đạp côn cái, mình chuyển qua số 6, là mình nhả, khi chuyển xong là nhả côn lên. Bây giờ mình xuống số 5, mình đạp côn cái, mình chuyển xuống số 5 là nhả chân côn lên. Hay là bây giờ mình muốn xuống số 4 thì sao, cũng đạp chân côn phát rồi xuống số 4, thế sau mình nhả chân côn lên thì mình sẽ không bị mỏi. Chứ nếu lúc nào các bạn cũng cứ đè cái chân côn mà bạn cứ giữ hoài thì bạn dĩ nhiên phải mỏi thôi, đúng không bạn? Đó là cái mẹo. Với thứ hai nữa là đạp thắng trước hay đạp côn trước? Cái câu hỏi này thì chắc nhiều người cũng thắc mắc đúng không? Khi mà mình tập lái xe, mình tập trong cái xa hình á, thì thường là hay bị chết máy, đâm ra các thầy thì hướng dẫn cho các bạn là âm côn liên tục, ém côn liên tục để không bị chết máy, đúng không? Đó. Nhưng mà trên thực tế khi mình chạy xe đường trường nè, mình mà âm côn liên tục á, nó rất là nguy hiểm các bạn. Và thứ hai nữa là nó nhanh mòn cái bố côn, nhanh mòn bố côn thì nhanh mất tiền. Và thứ ba, mỏi chân đúng không, mỏi chân côn. Và khi bạn mỏi chân côn thì lúc đó bạn lái xe nó sẽ không thoải mái và có thể dẫn đến những cái tai nạn, đúng không? Mất kiểm soát. Thì bây giờ mình sẽ quay lại toàn bộ các hành trình mà mình chạy đường trường, đường hỗn hợp thực tế luôn, để các bạn xem mình phối hợp nhịp nhàng giữa cần số rồi chân thắng, chân côn, chân ga nó như thế nào, đúng không ạ? Khi mà mình đi tốc độ cao, mình muốn giảm tốc độ thì cái đầu tiên là mình phải dùng chân thắng trước, đúng không ạ? Đây là chân ga, mình phải chuyển qua chân thắng là cái ở giữa trước này ha. Đó, khi bạn giảm tốc độ xuống đến một mức nào đó cảm thấy hợp lý thì bạn phải trả số thấp hơn, đúng không bạn? Nhiều người họ khi họ đạp thắng, họ đồng thời họ đạp côn luôn, thì cái cách này nó sẽ không có hợp lý. Và cái tuổi thọ
của cái bộ liên hợp của mình rất là nhanh hỏng và cái chân bạn rất là mỏi. Bạn để ý xem nha, một cái hành trình mình đi nè, cái chân côn mình lúc nào cũng để tự do ha, lúc nào cũng để tự do cho nó thoải mái. Mình chỉ sử dụng một cái chân phải của mình để mình điều chỉnh giữa thắng khi mà cần hạm tốc độ và điều chỉnh chân ga khi cần tăng tốc độ, và khi mình sử dụng chân côn khi cần chuyển số. Chuyển số có thể là chuyển số tăng hoặc chuyển số giảm. Khi chuyển số xong thì nhanh chóng rút cái chân côn ra ngay. Đó, đó là cái cách thức mà mình chạy nó cảm thấy nó thoải mái, nó không mệt mỏi gì. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tăng tốc cho bạn xem nè. Đây, mình tăng tốc. Mình đang chạy số 4. Rồi, mình tăng lên số 5. Khi mình tăng lên số 5 xong là mình phải đá lên cái chân côn ra liền rồi các bạn. Rồi bây giờ mình tăng lên số 6 cho bạn xem. Đó. Xong cái là mình nhảy chân côn liền. Nó rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái, nó không có cái gì mà nó gò bó. Đúng không? Bây giờ mình tăng tốc tại vì khúc này là bị kiểm soát tốc độ nên mình không có dám tăng tốc nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ phía trước của mình là xe nha, chuẩn bị mình sắp bám đít đó, mình sẽ đạt thắng liền nè. Đây, mình sẽ đạp thắng lên nè, đúng không? Đúng không? Rồi mình lại đạp ga nè, đúng không? Rồi mình đạp thắng nè, đúng không? Thì khi bạn đạp thắng xuống, tốc độ nó sẽ giảm xuống một cái mức quá thấp, thì bạn phải chuyển lên số thấp ngay. Đó, chứ không là xe nó chết máy liền. Đó, nên cái thao tác vừa đạp thắng vừa đạp côn nó rất là nguy hiểm. À, rất là nguy hiểm. Cái đó nó chỉ áp dụng khi bạn học trong xa hình. Đi trong xa hình, bạn chỉ đi được có tốc độ khoảng tối đa 20-30 km/h. Thì các thầy các cô mới hướng dẫn cho bạn à đạp thắng rồi đạp cô luôn. Còn trên thực tế khi bạn đi trong cái đường trường như mình nè, không có ai làm như vậy đâu các bạn. Muốn giảm tốc độ, đầu tiên là phải đạp thắng trước đã. Rồi sau khi tốc độ nó giảm xuống đến một mức cần thiết, giảm số tiếp, thì lúc đó mình mới can thiệp bằng chân côn. Ok chưa? Đó. Rồi, phía trước là cái trạm thu phí của cầu Đồng Nai. Thì cái trạm thu phí này hiện tại đã ngừng hoạt động rồi. Các bạn để ý, khi bắt đầu mình tới cái trạm thu phí mà mình đang đi số 5 nha. Để mình kiếm cái chỗ nào đông đông một chút xíu, mình đi chậm chậm cho bạn xem. Đây, thằng này chuẩn bị chuyển này. Rồi, mình đang đi số 5. Mình đang đi số 5 ha. Rồi, bây giờ nè, mình sẽ tăng tốc tới cái đuôi container, rồi sau đó mình đạp thắng này cho bạn xem nè. Đây, mình đạp thắng. Đạp thắng rồi mình phải trả số lại số 4. Rồi, chuyển qua làn để chuyển nó, đúng không? Ok, rồi chuyển ngược lại nè. Mình đang đi số 4, bây giờ mình tăng số lên số 5 làm sao? Đạp côn phát, đẩy số lên số 5, nhả ra liền. Đúng không bạn? Rất là thoải mái. Mình chạy cả ngày nó cũng không có mỏi chân côn nữa các bạn. Chứ nhiều người họ đi lúc nào họ cái chân họ cũng có ém côn như thế này, họ giữ. Thứ nhất là mòn bó côn, thứ hai là mỏi chân. Không cần thiết. Mình tập một thói quen à, chân côn mục đích là để cắt ly hợp. Thì khi bạn cắt ly hợp để bạn chuyển số thì bạn mới sử dụng cái chân côn. Còn nếu bạn không cắt ly hợp để chuyển số mà bạn cứ để cái chân côn vô làm cái vị trí đó làm cái gì? Thả lỏng nó ra. À, chỉ sử dụng một cái chân phải duy nhất để chuyển. Một là thắng, hai là ga. Chỉ có như thế thôi. Không ga thì thắng, không thắng thì ga. Còn cái chân trái chỉ khi nào cần chuyển số có thể chuyển lên hoặc chuyển xuống. Ok ha. Rồi mình đang đi khúc này là cầu vượt Tân Vạn nha các bạn. Mình tìm cái chỗ nào mà đường xá nó đông đông một chút xíu rồi mình quay cho bạn xem. Thì các bạn mới thấy được là mình đi trong cái phạm vi hẹp cũng không hề mỏi chân. À, nhiều người thì họ chạy số tự động nhiều rồi, đến lúc họ chạy chân côn, xe sâu sàn họ chạy không được. À, bởi vì là sao? Đó là cái thói quen. Nó nằm ở cái thói quen là người ta thường hay để hai chân nó nằm sẵn ở cái vị trí cần để. Chính những cái thói quen đó mà làm cho bạn mỏi chân. Còn bây giờ bạn cứ thả lỏng ra, đừng đụng đến chân côn. Chỉ sử dụng chân côn khi cần cắt ly hợp để chuyển số. Đó, một cái nguyên tắc như vậy.
Rồi mình đang đứng đi số 5 ha. Chuẩn bị tới cái đuôi container này các bạn. Mình sẽ đạp thắng cho bạn xem nè. Đuôi container ha, mà đạp thắng nè. Mình đạp thắng nha, sắp. Rồi mình đạp thắng cái xong rồi. Bắt đầu can thiệp bằng nhân côn. Trả số. Xong thả ra liền. Đúng không bạn? Nguyên tắc: đạp thắng trước, muốn giảm tốc độ, đạp thắng trước, đạp côn sau, sang số, buông chân côn, buông chân thắng, chuyển chân phải về chân ga. Ok, đó, cái nguyên tắc nó như vậy thôi. Nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì, nó phức tạp. Thằng này cũng vậy nè, chuẩn bị nè. Mình đang đi số 4 nha. Cái đùi nó đẩy vào, mình đạp thắng là ra từ từ nè. Đó, rồi, đẩy lại số 3. Đúng không? Rồi, mình chuyển xi nhan, mà chuyển qua nè. À, rồi, đạp côn, tăng lên số 4. Được chưa? Một cái thao tác rất là nhẹ ha. Ồ, nguy hiểm ta. Sao là anh mặc như vậy đi lang đang ngoài đường? Khúc này, xe trên cái khúc xa lộ Hà Nội này nè, là có gắn cam phạt nguội nha các bạn. Nếu mà ô tô con thì tối đa 80. Ô tô tải, xe khách tối đa 60 km/h nha. Trên cái đoạn từ Tân Vạn mà trở về tới cầu Sài Gòn đó, các bạn lưu ý nha. Có gắn cam phạt nguội. Rồi, mình đang đi số 5 các bạn. Tốc độ bây giờ là nó nằm ở giữa cái khoảng 50 cho đến 60 km/h. Các bạn thấy cái chân côn mình nè. Rồi bắt đầu mình giảm số nè, giảm thắng nè. Rồi tăng ga lên. Tại vì mình đang bám sau đuôi cái xe tải nhỏ chứ trước. Các bạn cứ nhìn thấy thao tác mình thấy nó bình thường, nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên. Một cái phản xạ tự nhiên có nghĩa là cái suy nghĩ của bạn nó diễn ra một cách theo cái kiểu phản xạ lập trình. Tự động, không có cái gì mà phải suy nghĩ. Rồi chuyển nha nè. Chuyển qua đúng không? Rồi bây giờ mình đang đi số 5 các bạn. Đang đi số 5. Tại vì ở đây tốc độ nó không thể đi cao hơn được nên mình không thể chuyển ra số 6. Bạn thấy cái chân mình, tân chân khôn nó thả lỏng tự do nè. Đâu có đụng chạm tới nó làm chi đúng không? Nhiều người thì không biết. Lúc nào cũng có để chân côn như thế này nè. Mỏi chân là phải rồi. Còn ai mà lấy cái xe số sàn mà tốt á, là người ta có thể điều khiển cái xe nó đúng, muốn tốc độ tăng giảm chậm chạp hay cái gì người ta làm được hết luôn các bạn. Làm được đủ chiều. Và cái sự gọi là mất thắng, mất lái dễ ra số sàn nó sẽ ít hơn xe số tự động. Bởi vì xe số tự động á các bạn á, lúc nào cũng nổ máy liên tục à. Còn nếu mà xe số sàn các bạn mà chỉ cần phối hợp giữa tốc độ và số không hợp lý là nó chết máy ngay. Nó chết máy ngay. Khi nó chết máy thì nó an toàn. Còn xe số tự động nó đâu chịu chết đâu, nó cứ lao hoài à. Khi nào mà có cái vật nào cản hết cỡ thì nó mới chịu dừng lại. Đó là cái sự nguy hiểm giữa xe số tự động với số sàn, có sự khác biệt chỗ đó à. Trên đoạn này có gắn cam hành trình, cam phạt nguội nè. Rồi mình chuyển số, chuyển làn nè. Mình đang đi số 5. Rồi chuyển qua lại. Đó, các bạn thấy không? Nãy giờ mình chạy mình đâu có sử dụng bất kỳ cái chân côn nào đâu. Rồi bây giờ muốn tăng lên số 6 nè. Đấy, cam phạt nguội phía trước á. Tính tăng nhưng mà cam phạt nguội trên đầu mới vừa đi ngang qua nên mình không dám tăng. Rồi ok, mình tăng lên cho 6 cho bạn xem nha. Mình đạp ga nè. Rồi, lên 80 là bắt đầu mình đạp côn nè. Rồi chuyển qua số 6. Nhấc ra liền. Đúng không ạ? Một thao tác phải nhanh. Đó. Chứ không có đạp xong rồi ôm cái chân côn cứ đè hoài làm gì. Mình phải khi mà chuyển xong số là phải nhấc lên chân côn ra. Ok không? Đó. Rồi mình sắp tới phía trước mình đi. Có xe thì mình sẽ giảm tốc độ. 80 nha, đừng có lố qua 85, 86 là bị phạt đó. Đoạn này phạt nguội đó. Phía trước là trạm 2. Mình đi thẳng cầu Sài Gòn thì đi thẳng luôn nha. Còn nếu ai muốn về An Sương thì quẹo tay phải theo quốc lộ 1 nha các bạn. Đây, mình sẽ giảm tốc độ nè. Thấy không? Đâu dùng côn đâu. Còn trong xa hình
khi ở cái tốc độ chậm, bạn không ém côn thì xe nó chết máy. Đó là lý do mà tại sao mà giữa cái thực tế các bạn học trong xa hình để các bạn thi qua. Rồi đây, mình sẽ giảm tốc độ và đồng thời mình cũng phải về lại số 4 này, chứ không mình xe chết máy. Ôm luôn. Số 3 nè. Rồi. Lên số 4 nè. Rất là thoải mái, không có gì mà khó khăn đâu các bạn. Chẳng qua là mình có đam mê không thôi. Mình sợ cái gì đó, cũng giống như cái chiếc xe ô tô này nè. Mình sửa chữa, mình sợ. Thì cái đó phụ thuộc vào cái niềm đam mê mỗi người thôi. Ví dụ như mình cảm thấy, à mình lao động chân tay nó làm cho mình khỏe mạnh, thì mình thích vọc, thích vạch. Còn nếu các bạn thấy cảm thấy, à lao động chân tay nó dơ bẩn quá, thì thôi, mình dư tiền. Mình có thể bị cái gì xe bị hư hỏng mình mang ra ngoài tiệm. Nhưng mà các bạn nên nhớ nha, không có cái gì mà nó tốt bằng chính tay mình làm. Tại vì khi chính tay mình làm, mình cẩn thận từ những cái con ốc nhỏ, cẩn thận từ những cái chi tiết nhỏ. Và không có ai hiểu cái xe mình bằng chính mình. Mình chạy hàng ngày, ăn trên xe, nằm xe, ngủ trên xe thì mình sẽ cảm nhận được cái xe này nó có ưu điểm gì, nhược điểm gì. Đó, nè, đạp tháng trước nè. Rồi khi tốc độ giảm thì mình đạp côn để giảm số. Lúc này tốc độ còn chưa hợp nữa. Rồi, đạp côn tiếp. Rồi. Đó, trả về số 0. Là lúc này là mình đang rà thắng, có những đang thắng chớn nè. Là ngưng luôn rồi đó. Rồi đạp thắng là mình ngưng luôn. Số đang là hết rồi, trả về số 0 rồi. Ha, trả về số 0 rồi. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình chân mình đạp thắng, mình vẫn giữ thắng chân nha các bạn. Tại vì có một cái khoảng cách mà xe nó rất là nhanh di chuyển thì mình không nên trả về thắng tay. Rồi, vô số 1 nè, thả ra nè các bạn. Đó. Rồi vẫn đạp ga từ từ thôi, bám theo đít người ta. Đó. Rồi bây giờ mình vô số 2 nè, đạp côn nè, vô số 2. Đó. Bạn thấy không, mình đạp côn xong mình sang thố là mình chuyển chân côn ra, thả ra liền. Đừng có ém. Ém nó mới làm cho mình mỏi chân. Chứ còn nếu mà mình không có ém thì sao mỏi chân được. Rồi, mình vẫn đang đi số 3, số 2. Nó hơi gần nha. Bây giờ tăng lên số 3 nè. Đó. Là số 3. Đạp chân thắng này cho nó giảm lại. Rồi, trả về số 0. Hết số là coi như mà dừng, đúng không? Thoải mái không? Đúng không? Đó, vậy thôi. Chứ có gì đâu mà phải sợ sệt, đúng không ạ? Này Đại học Nông Lâm, Đại học Nông Lâm trong này. Thẳng đi hướng này là đi về An Sương các bạn. Đi về cầu vượt Linh Xuân. Đi hướng này ha. Khu chế xuất Linh Trung cũng đi về hướng này ha. Này là quốc lộ 1 ha. Rồi bây giờ mình vô số 1, đạp côn xuống. Vô số 1, đẩy lên. Rồi, thả từ từ cả chân thắng, cả chân côn ra, lăn bánh. Rồi, bắt đầu vô số 2, đạp côn tiếp. Chuyển qua số 2. Rồi mở miếng ga. Tăng tốc lên, đạp cái nữa. Lên số 3. Đúng không bạn? Đó, một thao tác rất là dễ, không có gì khó hết á. Rồi chuyển làn nè. Rồi tăng số 4, đạp côn phát lên số 4. Rồi ok, mình giữ tốc độ ổn định 50 km/h nha. Cái đoạn đường này là ô tô đi được có 60 thôi nha các bạn, đừng có đạp nha. Đạp nè, đạp thắng trước nè, thấy không? Khi mình nhìn thấy đít người ta phải đạp thắng trước, đạp thắng trước chứ đừng có vội vàng đạp côn. Đạp côn là nó trôi á các bạn. Giống như khi bạn đạp côn là nó sẽ cắt đứt ly hợp, nhưng mà cái tốc độ nó vẫn đang còn. À, có nghĩa là bạn mà đạp côn, bạn đang lao nhanh, bạn muốn giảm tốc độ mà bạn đi đạp côn, có ém côn liền có người khác gì bạn thả trôi xe, nguy hiểm không?
Nên khi mà thấy đít đèn người ta vừa đạp thắng cái là mình phải đạp thắng ngay đã. Rồi khi bạn đạp thắng thì tốc độ nó chỉ giảm đến một lúc nào đó, thì cái tốc độ nó phải phù hợp với số để xe không chết máy, thì lúc đó bạn mới chuyển số. Đúng không? Rất là dễ dàng. Đây là đi trong một cái phạm vi rất là hẹp nha các bạn. Bạn xem mình đi này. Đó, bạn xem mình đi coi. Có mỏi chân không? Ha, nếu mà ai đi hiểu được cái nguyên lý này thì rất đơn giản. Không có gì khó hết. Và mình sẽ hạn chế buồn ngủ nha. Mình nói thật ra lái xe số sàn á, cái nguy cơ mà bị mất lái nó ít hơn bạn. Ít hơn. Ông mà thao tác không chuẩn một phát là xe chết máy liền. Nên mất lái đó là khó bạn. Rồi, mình đặt thắng trước này. Đúng không? Đít người ta đỏ có đặt thắng liền rồi, trả về số. Thì trả về thấp hơn. Còn nếu mà nó bám sát quá thì về số 0. Bạn biết nguyên tắc, nguyên lý nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 5, 4, 3, 2, 1. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Không, đó nó như vậy thôi. Nhưng tăng thì phải là tăng số theo từng cấp 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà khi các bạn giảm số thì bạn có thể từ tốc độ số 5 bạn có thể giảm xuống bất kỳ số nào luôn. Hiểu cái nguyên lý của nó như vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5 là phải tăng đúng. Nhưng mà giảm thì tùy theo tình huống. Có thể là giảm từng số, nhưng mà cũng có thể là giảm cái 1 luôn. Đó. Rồi chuyển làn này, mình chuyển làn ra ngoài nè. Rồi tăng tốc lên số 3. Rồi. Mình không tăng số 4 được tại vì sát xe mình rồi. Giờ mình sắp đít người ta rồi, mình tăng số 4 không có kịp thời gian. Rồi đạp thắng này. Đó, đạp thắng. Rồi, trả về số 2. Trả về số 2 để bò từ từ thôi. Rồi số 2 vẫn chưa vẫn còn bò nhanh thì bò số 1. Đúng không? Đó. Số càng cao thì chạy càng nhanh. Rồi bây giờ đang số 1 bắt đầu họ tăng tốc lên thì mình lại vô lại số 2 nè. Rồi mình lên. Đó, cứ bám từ từ người ta thôi, có gì đâu. Rồi bây giờ người ta chuẩn bị giảm tốc độ nè. Rồi người ta dừng luôn thì mình trả về số 0 luôn. Đó. Ta dừng luôn mình về số 0 luôn. Thấy không? Rất đơn giản. Côn chỉ có một cái nhiệm vụ là gì? Cắt ly hợp. Vậy thôi. Rồi, vô số 1 tăng tiếp nè. Đó. Nhiệm vụ côn để cắt ly hợp chứ không phải dùng côn để ém côn để đạt được theo cái tốc độ mình mong muốn. Cái đó là trong xa hình. Trong xa hình là khi các bạn mới tập lái xe, các bạn chưa biết cách, chưa có cách làm chủ được giữa cái tốc độ và số cho nó phù hợp thì xe nó bị chết máy. Chính điều đó mà trong xa hình các bạn học đó, nó khác. Thầy cứ biểu là tập âm côn đi, tập âm côn đi. Đó là ông tập âm côn để ông thi qua cái bài thi. Còn anh ông mà đi ra ngoài xa hình thực tế như mình, ông mà ôn âm côn đi, cái tiền mà thay bố côn không là coi như khùng người ông luôn ha. Mỗi lần sửa bố côn thay bộ có đâu phải rẻ tiền, đúng không? Đó, vậy thôi. Rất nhẹ nhàng. Còn nếu mà đợi lâu quá, kéo thắng tay lên, thả ra cho thoải mái. Và nếu mà dừng xanh đèn đỏ nhiều quá thì kéo thắng lên. Rồi, vô lại số 1. Thả cả chân thắng ra, sau đó thả chân côn. Từ từ. Đạp chân ga lên. Đó. À, đã số 1, tốc độ vẫn đang là 10 cho đến 15 km/h. Số 1 thôi. Vòng tua máy đang lên tới số 2 rồi đó, như 2000 vòng trên phút đó, nhưng mà chưa dám tăng lên số 2. Bởi vì khi mình tăng lên số 2 mà tốc độ mình chậm thì nó sẽ bị gọi là ép số các bạn. Nó sẽ hại máy. Rồi, giờ mình tăng tốc lên. À, thì khi nhiều người họ lái xe á, họ hay có một cái thói quen là ép số. Ép số là sao? Ép số là lười biếng chuyển số á. Ép số là lười biếng chuyển số. Có nghĩa là ông chạy tốc độ chậm mà ông lại để số cao. Thì lúc này á,
cái buồng đốt á, thì nó đốt liên tục. À, nó đốt thì nó sinh ra công. Nhưng mà ông á, ông lại không, cái công đó nó phải chuyển hóa thành cái động năng. Đằng này ông không cho nó chuyển hóa động năng á, thì nó bí, nó dội ngược lại. Thì nó gọi là ép số. Thì cái buồng đốt á, nó phải sẽ bị chịu cái áp lực lớn hơn. Lâu ngày á, nó sẽ bị nhanh hỏng hóc hơn. Đó là chạy mấy ông mà làm biến chuyển số đó, chạy lời đó, người ta gọi ôi ép số. Người nào muốn xe mà bền, động cơ nó phải bền, là các ông phải chuyển số thường xuyên cho nó liên, cho nó gọi là nó phù hợp với tốc độ. À, còn nhiều ông mà chạy xe khách giống như mấy thằng du lịch 16 chỗ này nè, làm biến chuyển số, ép số, đi chậm chậm mà vẫn để số cao, ra côn từ từ. À, ông tức là mấy ông đó để số cao mà ra côn á, thì máy nó không chết, mà lâu ngày mòn bớt côn, tuổi thọ của động cơ giảm, vận tốc và tốc độ, vận tốc và số nó phải đồng nhất. À, đó, thì các bạn cứ chạy làm sao mà để cho ngưỡng cái vòng tua máy nó nằm khoảng tầm 1.200 cho đến 1.500, 1.700, 1.600, 1.800 là phù hợp ha. Rồi ok, đó thì chỉ nhớ cho mình một vài điều như thế này. Tốc độ thì nó phải đồng nhất với số. Thứ hai, chỉ sử dụng cái chân côn khi để muốn cắt ly hợp, có nghĩa là muốn sang số tăng hoặc sang số giảm thì người ta mới sử dụng đến côn. Còn giảm tốc độ thì là phải sử dụng chân thắng ha, chứ không có vụ nào mà giảm tốc độ thì sử dụng chân côn. Nên không có khái niệm đạp thắng trước hay đạp côn trước. Thì khi mà giảm tốc độ thì phải đạp thắng trước. Liên quan tới tốc độ, hãm lực là phải thắng. Côn chỉ là phụ thôi. À, côn chỉ để nhiệm vụ là cắt ly hợp và chuyển số. Còn thắng làm gì? Thắng để hãm lực, giảm tốc độ. Ga để làm gì? Để tăng tốc hoặc là giảm tốc. Đúng không? Đó. Hiểu được nguyên lý đó thì mình đi rất dễ nè, các bạn thấy không? Mình đang đi số 1 nè, chậm thì mình đi số 1. Ngu gì mà chậm đi số 2 mà số 3 mà là cái ém côn. Mỏi chân. Đơn giản quá. Thoải mái rồi. Rồi ok, mình xin kết thúc clip ở đây ha. Như vậy thôi. Để các bạn biết là lái xe số sàn thì phải có một cái sự đam mê. À, thì mình mới lái xe số sàn được. Còn mình không đam mê, mình nản, thấy khó mình nản thì thôi, có lựa chọn xe số tự động. Cái gì cũng vậy, nó cũng có cái ưu nhược điểm. À, không có cái nào là hoàn hảo đâu các bạn. Mỗi dòng xe sinh ra đều phục vụ cho một cái nhu cầu khác nhau. À, chứ không có cái nào mà nó hoàn hảo đâu. Đó, chân mình vẫn giữ chân thắng nè. Tại vì sao biết không? Vì nó chuẩn bị, mình chỉ là dừng xanh, đèn xanh đỏ thời gian rất là ngắn. Thôi kệ, chịu khó dùng cái chân thắng mình giữ đi. Chừng nào mà mình đổ lâu thì mình mới sử dụng cái tay phanh. Này là khu chế xuất Linh Trung nè, quẹo vô khu chế xuất Linh Trung này, cái chốt này ông 68 này bị lùi nè, bị tuột dốc nè, lùi nè các bạn. Đó. Nguy hiểm không? Nên nó đổ xe cũng đừng nên bám đi sát người ta quá. Bám đi sát người ta quá lỡ may người ta bị tuột dốc hay bị như thế nào các bạn. Sự cố người ta tụt lùi lại á, nguy hiểm, xe mình sau bị vạ lây. Rồi, tăng số 2 nè. Mình chuyển số đây, chuyển làn đi. Rồi, đây số 3 này. Tay này nè, nói chung là các bạn để hơi nhẹ nhẹ thôi nha các bạn, đừng có để mạnh nha các bạn. Tại vì thực ra là cái cần số này nè, nó có
nó có liên kết trực tiếp vào trong cái hộp số, bộ chuyển số. Nên nhiều khi mình lái xe á, tập thói quen là mình để tay lên vô lăng này cho nó đỡ thoải mái nè, à, hoặc là thả tay hơi nhẹ nhẹ lên đùi mình thôi nè, à, hoặc nếu mà mình chuyển số liên tục thì mình mới giữ tay trên cái vô lăng này, xin lỗi, trên cần số này. Còn nếu mà mình không có chuyển số liên tục á, thì mình thả cái tay này ra luôn cho nó thoải mái các bạn. Thả luôn tay cần số lên cho thoải mái. Còn khi nào mình đi off-road trong cái vị trí địa hình hoặc là đua xe hay gì, thì lúc đó cái gọi thao tác chuyển số liên tục thì người ta mới để cái tay trên cái cần số, à, cho nó đỡ mất cái thời gian, đúng không? Nhưng mà còn đây mình chạy bình thường thì không nên lúc nào để cái tay vô đây, à, cái tay phải nè, thả lỏng ra đó, tay phải thả lỏng ra, chân trái cũng thả lỏng ra, chân trái là dùng chân côn cũng thả lỏng ra đó. Khi nào mà muốn chuyển số nè, à, đẩy lên số 3 đó. Nếu mà mình hiểu như vậy thì mình làm rất dễ thôi, không có gì mà khó. Rồi, thôi, chào các bạn nhé. Mình xin kết thúc clip ở đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.